Hello anh em, thì ngày hôm nay em sẽ lên để cho anh em xem một ít đồ nhé anh em nhé. Thì ở đây bao gồm tất cả các cần đấy. Cần tay này, cần nục này, cần ISO con nhỏ này, cần tay máy phụ này và cần khúc. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc cần mã số kèm số điện thoại ở bên dưới bình luận nhé. Thì em sẽ alo lại anh em. Anh em lưu ý giá báo trên video chưa có ví ship, vì ship toàn quốc sẽ là từ 30 cho đến 5.000 trên một đơn, tùy và size gần. Đó. Thì ở đây thì em có 3 cây gần tay nhé anh em nhé. Đấy, 3 cây gần tay. 3 cây gần tay này thì nó chiều dài là 3,5 mét. Đó. Thì đến là cây đầu tiên thì em đều bán đồng đấy là cây đầu tiên nhé anh em nhé. Thì đây nó chất liệu carbon nhá anh em nhá. Đấy, carbon giả trúc. Đó. Đấy, carbon giả trúc nhá anh em nhá. Như này này. Đấy, carbon giả trúc. Đó, đây là ngọn nhá, cứng tầm khoảng 3H nhá anh em nhá, dành để em câu rô, câu giếc. Đấy, ngọn này tầm khoảng 1 ni. Đó. Hai nóng bên trên màu đen nhé anh em nhé, hai nóng giáp thì dưới này thì nó giả trúc. Rất là nhẹ nha anh em nhé, dành cho em câu rô, câu giếc. Trong một cái cần này là 100 gram nha anh em nhé, cái này 400.000 nha anh em nhé, 400.000 mã số 1, 400.000 mã số 1, mã số 2 ở đây em có một cây Suzumi nha anh em nhé, Suzumi. Đấy, Suzumi chất liệu cũng là carbon luôn. Đấy. Chất liệu carbon luôn anh em nhé. Chất liệu carbon luôn. Đây là cây số 2. Đó, đây là ngọn của nó anh em nhé, ngọn 1 ni cứng tầm khoảng 3H. Đó. Đó. Cứng tầm khoảng 3H nha anh em nhé. Thì, trong một cái cần này 80 gram nha anh em nhé, 80 gram. Cây này Suzumi này em bán 450. Tiếp theo. Cái này là full carbon hết nha anh em nhé, cả cái tay cầm cũng bằng carbon luôn, của hãng Charge Smart. Chất liệu carbon hết nha anh em nhé, carbon hết. Nhờ cái này cũng bán 450 luôn anh em nhé, 450 mã số 3. Đấy. Mã số 3. Tiếp theo là một cây cần tay. Thì cây này là cây cần Daiwa này, Daiwa Gin A Nengen. Thì cây này là make up high volume fiber, thì có cái này nó có công nghệ HVF đấy anh em nhá, high volume fiber, cần dài 10 m do nhà sản xuất, made in Japan. Thì cây này nó gắn hình tầm khoảng 90% nha anh em nhá. Nắp chụp cũng là nắp chụp zin luôn. Đấy, nắp chụp zin luôn. Thì trọng lượng con này em vừa cân nó là 300 gram nhé anh em nhé. Đấy, 300 gram. Đấy, thì đây là 4 nóng bên trên nhé anh em nhé, bốn nóng trên cùng này, bao gồm nóng ngọn này, này nó cũng là buzin luôn nhé anh em nhé, này, đó, buzin luôn, thì cái này nó có xước nhé anh em nhé, nguyên bản. Chờ ba nóng tiếp theo, thì tập cái này có 8 nóng nha anh em nhé, đấy, có xước này như này nhé, xước.
tất cả nó đều có cái công nghệ gì nhỉ, cái gì super ring ấy này, ở bên trên này nó quấn thêm một cái vòng nữa này. Đấy. Cái này mã 4 anh em nhé, Vinland Gen, cái này mã 4 thì mã 4 này có giá là 3.300.000 anh em nhé, 3.300.000. Đấy, 3.300.000 cây cầm tay. Đây của hãng Đài Loan, mã số 4. Mã 4 nha anh em nhé, 4. Theo mã 5 thì mã 5 ở đây em có là một cây, cũng một cây cần tay nha anh em nhé, dài 7,2 m, thu gọn của này là 1m1, 7,2 m, cần này là cần Dia Flex xoắn X nha anh em nhé. Đây là ba nóng đầu tiên này, ba nóng gốc này. Thì nó xoắn X hết như thế này nhé anh em nhé. Xoắn X này, Dia Flex 7m2, cần quả SZM, nắp chụp nhé anh em nhé. Đấy, nắp chụp Dia Flex 7m2, SZM. Tiếp theo là đây, cái nóng giáp cuối thì tổng cây này cũng có 8 nóng nhé anh em nhé. Đây là 5 ngón này, 5 nóng tiếp theo này. Thì cây này nó cứng cỡ tầm khoảng 4H anh em nhé. Đấy, cần rất là đẹp, cần còn rất là đẹp nhé. Này, đầu bu 360 độ zin nhé. Đó, này là những cái vết bẩn nhé anh em nhé. Này, bẩn. Đấy, cả phát là đi hết luôn, cả phát đi hết luôn. Thì cây này có trọng lượng em vừa cân là 280g nhé anh em nhé, 280g. Thì cây này có mã số 5, mã số 5 em bán cây này với giá là 2.700.000 nhé anh em nhé, 2.700.000. Tiếp theo là một cây cần nục, độ cứng 20 năm, dài 3m9. Đấy, đây cũng có giá này 6.300 yên này. Thì nó được trang bị dàn khoen Fuji như thế này nha anh em nhé. Đấy, dàn khoen Fuji này. Đấy, giá khi mà mua lại ở cửa hàng vẫn còn nguyên 6.300 nhé, nhưng mà cái cần này là cần bãi. Đó, còn khá là đẹp, chỉ có một ít vết xước ở đây rồi. Dành để cho anh em đánh năng C. Đấy, tính ba tiêu, chim, cha. Các khoen còn nguyên bản nhé anh em nhé, không bị làm sao cả. Nó không bị làm sao cả. Đây là khoen đề ba gấp nhé anh em nhé. Đó, còn khá là đẹp. Thì trong lượng con này em mà cân được là 340g nhé anh em nhé, 340g. Đấy. Con này có mã số 4, 5, 6, con này có mã số 7 anh em nhé. Con cần 7m2 này là mã số 6 nhé. Mã số 7 em bán cái gì với giá là 900.000 nhé anh em nhé, 900.000, nó rất là đẹp, 900.000 mã 7. Tiếp theo là con cần Ryobi Super 9, độ cứng 20 năm, dài 4m. Thì cái này nó có xước nhé anh em nhé. Đấy, có xước, nhưng mà bù lại thì nó được trang bị dàn khoen full full xích như thế này. Đấy, full full xích thì cái này thì em cũng thanh lý lại cho anh em luôn nhé. Đấy, thanh lý lại cho anh em luôn. Đó, xích hết nha anh em nhé. Đấy, nó có xước này. Nói chung là cây này thì nó xước nhiều, nhưng mà được trang bị, nó được bù lại một cái dàn khoen full xích. Các khoen nguyên không dập nứt gì nha anh em nhé. Cần này còn đủ chiều dài luôn. Pad Fuji FS7. Đấy, nó bị xước. Dành để cho em đánh bành này, đánh đầu cần này. Thì em bán cái này với giá 1 triệu nha anh em nhé, 1 triệu mã số 8. Trọng lượng là 400g, mã số 8, giá 1 triệu. Tiếp theo là cây cần nục do khách thanh lý nha anh em nhé, khách thanh lý. Cây cần này là cần Shimano Sweet Leader, cây này là cây xoắn X toàn thân nha anh em nhé. Cây này là cây Sweet Leader khoen trắng. Thì cái phần pad máy này người ta về người ta làm, nó làm nhưng mà nó hơi bẩn nha anh em nhé. Anh em về có thể làm lại. Đấy, người ta bán rẻ này, cái cây này hiện tại đang bán rồi, giá trên thị trường nó còn mới đẹp như thế này, nó bây giờ tầm 5 triệu nếu mà chưa ạ pát anh em nhé, 5 triệu
Made in Indonesia này, 425EX. Đèn cái pad của nó nha anh em nhá. Đấy, cái pad của nó xoắn X toàn thân. Đấy, khoen trắng. Đó. Khoen trắng nha anh em nhá. Khoen này, xoắn X toàn thân. Cái cần này còn khá là đẹp nha anh em nhá. Nó còn khá là đẹp đấy. Ít xước đấy. Người ta về người ta dùng cũng cẩn thận. Đấy. Thì cái này phù hợp với cả cho anh em đánh bềnh này, đánh đầu cần nhá. Bềnh đầu cần. Thì trong lượng cái cần này là 350g nha anh em nhá. 350g thì cái này bán với giá là 2.800.000 anh em nhá. 2.800.000. 2.800.000 thì trước họ bán 3 triệu, bây giờ tham khảo lại thì họ bán lại 2.800.000 nha anh em nhá. 2.800.000. Đó. Mã số 9 nha anh em nhé, mã 9. Tiếp theo mã 10 ở đây cũng là một cây cần Shimano Sudider. Thì cái này bị cái nắp nó bị mất cái cao su nha anh em nhé. Đấy. Thì ở trên thị trường bây giờ người ta vẫn bán cái nắp này thì anh em về này, mua nhé. Thì cây này cũng là một cây cần rất là ngon, cũng xoắn X toàn thân, Pat Fuji Stanet này, Sudider 405CX-T nha anh em nhé, Made in Indonesia. Thì cây này nó cũng bị xước nhiều, nó cũng được trang bị một dàn khoen Fuji 6. Đấy, phui xích và định vị khoen như thế này. Đấy, định vị khoen này. Nó xước nha anh em nhé. Đây, định vị khoen này. Định vị khoen nha anh em nhé. Này, cho anh em nào không ưa hình thức thì cây này cũng giá trên thị trường cũng nó cũng rơi về tầm khoảng 4 triệu, 4 triệu rưỡi nha anh em nhé. Xoắn X toàn thân. Sudider 405CX. Thì trong một con cần này là 400g nha anh em nhé, 400g. Bán con này với giá là 1.900.000 nha anh em nhé. Cái lần này khi mà đập hộp thì bị tiền Nhật là 7 triệu nhé, 30.800 yên này. Đấy. Con này mã số 9 nha anh em nhé, mã số 9, 1.900.000. Tiếp theo là một cái cần ISO quen nhỏ như này. Đấy, ISO quen nhỏ nha, nó trang bị dàn khoen phui xích nha anh em nhé. Đấy. Đây là nóng ngọn này, đây là nóng thứ hai này, tiếp theo là nóng thứ ba này, nóng thứ tư này, đấy, xoắn này, anh em xem nó xoắn này. Thì cái cần này nó tên là Ryobi Super Henica nha anh em nhé, Super Henica, Ryobi Super Henica trừ Z, đọt 1.5 dài 5m3, đây là cái phần bắt máy của nó nha anh em nhé, bắt máy của nó này, đấy, Ryobi, có xước nha anh em nhé. Xước đọt 1.5 dài 5m3, đường kính ngọn 1 ni. Trong lượng của nó là 180g. Thì em bán với cái giá này giá cái này là mã 11, giá 1.300.000 nha anh em nhá. 1.300.000. Tiếp theo đây em có là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy, nó xước như thế này này. Đấy, nó xước ở đây nha. Cây này em bán 1.300.000 luôn anh em nhá. Mã số 12. Thì cây cần này nó được trang bị một cái pad Fuji Titanium như thế này, Daiwa Titanium, đọt 2 dài 5m3, chất liệu của nó là Amorphous Whisker Power Mat. Nó cũng được trang bị một dàn khoen Fuji 6 nha anh em nhé. Dàn khoen Fuji 6 như thế này, cây này nguyên bản. Đấy, Fuji 6 định vị nha anh em nhé, có định vị hết này, 1.300.000, mã số 12. Định vị hết nha anh em nhé, tất cả đều có định vị nóng, định vị khoen hết. Đấy, định vị nóng, định vị khoen này. Này xoắn X nha anh em nhé, xoắn X. Cái phần này là hôm nọ em đi câu em làm cái zoom nha anh em nhé. Đấy, không thích thì anh em có thể gỡ là nột phát ra hết. Đấy. Đó. 1.300.000 mã 12 nha anh em nhé. Mã 12. Tiếp theo là một cây cần Daiwa Direct Power, đợt 1.5 dài 5m3. Đấy. Thì cái này thì nó cũng còn nguyên zin nha anh em nhá. Đấy, cũng zin luôn. Đấy, đây là các khoen của nó. Tất cả khoen đều trang bị dàn khoen Fuji 6 và cây này cũng còn đủ độ dài luôn anh em nhá. Đó, đây là lòng thứ hai này. Không, cây này không định vị nha anh em nhá. Này xoắn X này. Này xoắn X. Đấy, xoắn X này. Nó xước nha anh em nhá. Nó xước, nó chỉ đạt mình tầm khoảng 80-85% thôi. Đấy. Nó còn nguyên bản. Thì trong cái cần này nào cũng là 180g. Mã số 13 nha anh em nhá. Mã số 13 bán cái này với giá là 1.100.000. Đấy, 1.100.000 mã 13. Tiếp theo là một cây cần
Daiwa Phíp Đỏ và sản xuất ở Korea nha anh em nhé. Đọt 1 dài 48, nhưng mà cây này rất là ngon, em cũng đã thử câu rồi nha anh em nhé. Rất là dẻo luôn, rất là khỏe. Đấy, ngọn như này, đo ngọn nó phải nơi rơi với tầm cỡ khoảng 1 đi 8 đến 2 ni. Đấy. Nói cho mà chất liệu Phíp Đỏ nha anh em nhé, Phíp Đỏ. Nhưng mà Phíp Đỏ rất là ngon luôn. Khỏe, này nó xước này. Đấy, xước nhá. Này chết tiền vận chuyển của em. trong độ của nó là 300 gram nha anh em nhá. 300 gram, bán cái này với giá 300.000 nha anh em nhá. 300.000, mã số 14 nha anh em nhá. 14, 300.000. Tiếp theo là một cái cần tay máy phụ nha anh em nhá. Một tay cần tay máy phụ có hai chế độ 4m3 và 5m3. Đấy, đây là tem vàng này, cần của hãng Shimano nhé anh em. Đây là phần bẩn này. Đấy, Shimano nhé anh em nhé. Shimano này. Tay máy phụ Shimano Alpha Zom. Nguyên zin nhé anh em nhé. Đó, nguyên zin tay máy phụ. Đấy, còn khá là đẹp. Ngoại hình là 90% nhé anh em nhé. 90%. Đó. Cái này đề ba của nó đề ba xích nha anh em nhé, đề ba xích. Thì trọng lượng con này em cân được là 160 gram nha anh em nhé, 160 gram. Con này em bán với giá là 1.300.000 nha anh em nhé, Shimano Alphazo 1.300.000. Tiếp theo là một con cần dài 5m3 cũng của hãng Shimano. Đấy, Shimano này, Shimano Fire Carbon Cyber Ranger, độ cứng chiều dài của nó là 5m3 nha anh em nhé. Đây là mã co này, tem vàng này, pad Fuji Starnet này, xoắn X như này. Đấy, xoắn X này. Đấy, xoắn X. Đó, đây là cái ngọn của nó nha anh em nhé. Đó, ngọn. Thì cái này thì người ta hình như là người ta cái cao su này, người ta bịt vào, người ta chế thành cái cần ấy, nhưng mà bây giờ về nột ra nha anh em nhé, nột ra là thành zin luôn nhá. Đấy, nột ra thành zin luôn, nột ra luôn cho anh em xem. Đấy, này nột ra như thế này này, không biết người ta quấn vào để làm gì. Đấy, nột ra là ok luôn nha anh em nhé, chứ không phải là nó ấy đâu, nột ra là xong, nột ra là ok luôn. Đấy, đây. Đấy, zin luôn nha anh em nhé. Thì cái này thì nó xoắn X nha anh em nhé. Đây, nó xoắn X này. Đấy, xoắn X này. Đấy, xoắn X. Rất là đẹp. Định vị nó nóng luôn nha anh em nhé. Định vị nóng luôn. Cái này thì anh em về mà hạ xuống cần tay hoặc là để đi săn thì ngon lắm. Cái này đẹp. Cái này đẹp lắm. Trong lượng con cần này là 180 gram nha anh em nhé, 180 gram. 180 gram con này em bán với giá là 1.600.000 nha anh em nhé. Cần Shimano 1.600.000. 1.600.000. Đấy, 1.600.000. Cái này mã 15 nha anh em nhé. Cái này mã 15, cái này 16 này. Cái này mã 16 nha anh em nhé. À, 17 ở đây em có là một cây cần khúc, ba khúc của Alpha Tucker. Khoen của nó được một trang bị dài khoen Fuji Six nha anh em nhé. Fuji Six, chiều dài của nó là 36. Đấy, 36 ba khúc khoen Fuji Six. Đó. Đấy, khoen Fuji Six luôn nha anh em nhé. Đó. Đó. Cần còn rất là đẹp. Dài 36, trọng lượng 400 gram nha anh em nhé. 400 gram. Thì con này em bán với giá là 1.100.000, 400 gram. Mã số 17. Cây cuối cùng này thì là một cây cần Gamakatsu nhé.
Đấy, còn rất là đẹp, thì anh em nào cần thì có thể liên hệ Zalo trực tiếp cho em để em chụp hình ảnh những cây này nhé. Cây này cũng rất là đắt, cây này có giá trên 4 triệu cơ. Đó. Rồi, chào anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.